Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập chiếc iPhone này để chúng ta có thể gọi được rất nhiều những số điện thoại bằng một cái phím tắt nhanh mà không cần phải truy cập vào màn hình khóa rồi truy cập vào danh bạ rất là mất thời gian. Bây giờ các bạn làm theo hướng dẫn này cho mình. Đầu tiên các bạn mở khóa chiếc iPhone lên, vào tìm cái phần sức khỏe cho mình. Sau khi vào sức khỏe, các bạn nhấn vào ID y tế. Sau đó các bạn chọn vào tạo ID y tế. Rồi vào cái phần này thì các bạn bật cái tính năng là hiển thị khi bị khóa lên. Ở dưới này thì nó sẽ cho phép chúng ta thay đổi cái tên của mình này. Các bạn dùng tên thật cho mình, tên chính là cái tên thiết bị máy này. Tên bạn là gì, chúng ta thêm ảnh vào đây cũng được này. Xong ở dưới chúng ta thêm ngày sinh của mình. Tốt nhất là các bạn thêm thật là chi tiết vào cho mình. Bởi vì trong những cái trường hợp khẩn cấp, bằng chính những cái thông tin này, ví dụ như bạn bị tai nạn hay gì đó chẳng hạn, thì người ta sẽ biết chính xác thông tin của bạn. Đây cũng là một cách rất là dễ dàng để chúng ta không cần có người thân đấy, nhưng mà người ta vẫn biết thông tin mình để người ta gọi cho bạn bè hay là người thân khi mà bạn lưu số ở đây. Đó là những cái trường hợp mình lưu ý cho các bạn. Sau khi mà bạn thêm ngày sinh ở dưới này thì tình trạng y tế rồi ghi chú y tế, dị ứng và phản ứng của thuốc các bạn cũng thêm đầy đủ vào cho mình. Càng thêm đầy đủ thì càng tốt vì không thiệt gì cả. Đây là cũng trong một cái phần nó quản lý y tế cho bạn luôn. Và ở dưới phần này chúng ta có cái phần liên hệ khẩn cấp. Đây chính là cái phần mình muốn giới thiệu cho các bạn. Trong cái phần thêm liên hệ khẩn cấp này, nó sẽ cho phép chúng ta thêm rất nhiều những số điện thoại để bạn có thể liên hệ với người thân khi mà chúng ta có cái việc khẩn cấp. Ví dụ như mình có thể thêm số điện thoại của gia đình mình, mẹ hoặc là bố gì đấy chẳng hạn. Ở đây mình chọn mẹ. Sau khi bạn thêm cái liên hệ đó thì nó bắt đầu cho chúng ta chọn cái mối quan hệ với cái tên liên hệ đó. Ví dụ mình vừa thêm số của mẹ thì mình chọn tên liên hệ đó là mẹ. Đó. Ở dưới này chúng ta tiếp tục thêm những cái số khác. Ví dụ thêm bố các bạn chẳng hạn, hay là thêm anh chị em bạn bè các bạn thêm tất vào đây, thêm càng nhiều càng tốt cũng được. Đó, sau khi tiếp tục xong ở dưới này chúng ta còn những cái thiết cập, ví dụ như là thêm nhóm máu, thêm người hiến tạng, thêm cân nặng, thêm rất nhiều thứ nữa. Sau đó thì các bạn nhấn xong. Như vậy là chúng ta đã thiết lập xong cái việc để những cái số điện thoại khẩn cấp để gọi trong những trường hợp cần thiết. Bây giờ mình khóa màn hình vào. Sau đó thì mình mở màn hình ra. Và các bạn kéo sang bên này để chúng ta truy cập vào cái màn hình khóa, sau đó các bạn nhấn vào khẩn cấp. Trong cái phần khẩn cấp này thì bình thường chúng ta chỉ gọi được những cái số của công an hay là y tế gì thôi. Tuy nhiên ở đây khi sau khi mà các bạn thiết lập xong cái tính năng đó, nó xuất hiện thêm một cái phần nữa đó là ID y tế. Các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ xuất hiện luôn cái số điện thoại mà bạn đã set up ban đầu để chúng ta có thể gọi trong cái trường hợp khẩn cấp. Ví dụ như ở đây mình gọi cho mẹ mình ở đây. Đó. Thấy không? Như vậy là chúng ta đã có thể gọi được mà không cần truy cập vào màn hình khóa. Và trong cái phần này nó hiển thị luôn cái phần ngày tháng năm sinh của bạn ở đây. Rất là chi tiết, ngày 15 tháng 8 này. Mình đặt nhầm năm sinh là 1953. Trong những cái trường hợp khẩn cấp thì rõ ràng người ta sẽ biết được ngày sinh để bạn biết tên của bạn luôn. Rất là hay. Và đặc biệt cái trường hợp này thú vị, khi mà chúng ta cần trường hợp khẩn cấp gì đó, bạn gọi cho bạn bè không cần phải truy cập vào màn hình khóa. Mình thấy đây là một cái tính năng khá hữu ích nếu mà chúng ta biết tận dụng những cái tính năng này. Như vậy là mình đã vừa giới thiệu cho các bạn cách thiết lập cái số điện thoại để chúng ta gọi trong những trường hợp khẩn cấp, hoặc là bạn thiết lập những số điện thoại mà bạn thường xuyên liên lạc bằng cái cách này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các thủ thuật lần sau.